Chào mừng các anh, các chị, các bạn đã trở lại với kênh mua bán ô tô Hiển Kim Hải Dương. Hôm nay em về thêm một chiếc xe mà mấy hôm rồi các anh, các chị hỏi em rất là nhiều. Dòng này thì không phải lúc nào nhà em cũng có thể mua được, thỉnh thoảng mới gặp để mua thôi. Một chiếc bán tải Forerunner Winchak 3.2, hai cầu số tự động, máy dầu, xe nhập khẩu nguyên chiếc, biển 14 Quảng Ninh, chạy hơn 8 vạn. Nội thất còn nguyên bản, sơn vỏ đẹp, xe không lỗi. Đang chào bán tại showroom là 720 triệu. Các bác anh các chị có nhu cầu tham khảo quan tâm chiếc xe bán tải 2 cầu 3.2 Winchak này thì xin vui lòng đến trực tiếp showroom 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe và thương lượng về giá cả. Rất là đẹp cho chiếc Forerunner Winchak. Xe thì em cam kết cho các bác là máy zin, số zin, không tai nạn vào đầu răng sắt xi túi khí. Xe không ngập nước, không có thủy kích, không có tranh chấp, không có phạt nguội. Thì các bác anh các chị nếu đang là đúng cái tầm tiền tham khảo, tầm tiền nhu cầu của anh chị đang tìm kiếm chiếc xe này thì anh chị có thể đến showroom của bên em để có thể ngắm và để test thử qua xe nhé. Đây ạ, đây là chiếc xe Forerunner Winchak 3.2. Được nguyên một dàn lốp còn rất là mới, các anh các chị cùng ngắm luôn ạ. Hệ thống đèn bi xenon này, cảm biến trước này, viền led tự động này. Nội thất nguyên bản các anh các chị nhá. Xe order hơn 8 vạn. Nội thất da nỉ kết hợp còn nguyên bản theo xe. Chiếc xe này đầy đủ nắp thùng rồi. Biển 14 Quảng Ninh ạ. Lốp dự phòng gầm bệ còn đây, rất là đẹp. Em sẽ lướt qua khoang động cơ để các anh các chị cùng ngắm. Ghế điện đầy đủ luôn ạ. Đây, hệ thống đèn tự động này. Đây, rất là nhiều các tính năng. Đã được độ đèn rất là đẹp luôn đấy. Em sẽ lướt qua khoang động cơ đây các bác. Chiếc xe này em cam kết là máy zin, số zin các bác nhé. Máy dầu, xe nhập khẩu. Cho các bác anh các chị đang có nhu cầu, em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Forerunner Winchak 3.2, hai cầu số tự động, xe nhập khẩu nguyên chiếc, biển 14 Quảng Ninh, chạy 8 vạn và bên em đang chào bán là 720 triệu. Các bác anh các chị đang cần tham khảo thì có thể đến showroom 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe và thương lượng về giá cả. Nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút theo dõi để có thể cập nhật cho mình nhiều mẫu xe đẹp hơn nữa.